Nha Bình Chánh tài mãi mến chào quý anh chị. Hôm nay em lại tiếp tục review rồi gửi đến quý anh chị mình một mẫu nhà mái thái vừa của bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong. Với diện tích ngôi nhà của mình là ngang 5m3, chạy sâu vào sẽ là tặng 20m nha quý anh chị. Được xây dựng là một trệt một lầu và có 3 phòng ngủ và một cái không gian phòng thờ riêng biệt cho gia đình mình luôn, và được tặng full nội thất cơ bản để phục vụ đến quý anh chị mình nha. Hướng nhà của mình sẽ là hướng đông nha quý anh chị, có một cái sân trước rộng rãi thông thoáng và sân sau lấy gió trời cực kỳ là mát mẻ luôn nha. Và cái đường dẫn vào nhà của mình đó là một cái đường bê tông rộng đâu đó tầm khoảng 3m, xe ô tô nho nhỏ nha quý anh chị, nhỏ nhỏ thôi, mình có thể di chuyển tận nơi ngôi nhà của mình. Và đây sẽ là một cái mẫu nhà mái thái mới nhất và hiện đại nhất và rất là dễ thương luôn nha quý anh chị. Với cái mẫu này cực kỳ là đẹp luôn quý anh chị mình có xem trước màn hình, nếu mà ưng cái mẫu này thì hãy gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo của em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Với cái mức giá bán cực kỳ là sốc luôn nha quý anh chị, chỉ đúng 2 tỷ 130 triệu thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp chính chủ để phục vụ đến quý anh chị mình, mà được tặng full nội thất nữa, tìm đâu ra quý anh chị. Và căn nhà của mình được tọa lạc là gần đường Đinh Đức Thiện nói dài, ngay khu công nghiệp Cầu Treo, ngay đối diện với chợ Trung Thành đó quý anh chị. Mình di chuyển vào nơi ngôi nhà của mình thì đi đâu đó tầm khoảng hơn 500m thôi đó. Và cái đường đây á, chỉ cách cái đường nhựa khoảng đâu đó là khoảng 100m thôi, đi ra ngoài là mình tới cái đường nhựa xe tải chạy nha quý anh chị. Ở đây thì đường thông hai hướng nè, dân cư ở cũng rất là đông đúc và sầm phức thôi. Và mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 25 phút nha quý anh chị đó. Thì thường thường quý anh chị mình thường á, cái mẫu mái thái á, thì luôn luôn là cũng sẽ có một cái cổng rào mái thái cho gia đình mình luôn. Ở trên sẽ làm đọt ngói luôn nha quý anh chị, hai cái bóng đèn hai bên cực kỳ là sáng. Lớp cửa đầu tiên sẽ cho mình là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, có khắc BNC cho gia đình mình nha. Ở đây thì bên em đã đi một cái tiểu cảnh trồng cây trúc cây bông cực kỳ là đẹp luôn quý anh chị ơi. Cái sân thì rộng rãi thông thoáng vô cùng đó. Và mình di chuyển vào bên trong nữa sẽ là một lớp cửa thứ hai để bảo vệ ngôi nhà của mình. Đây là lớp cửa thứ hai sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha, và được tặng full nội thất cơ bản để phục vụ đến quý anh chị mình. Sẽ có một cái bộ ghế salon cao cấp ở khu vực ngay phòng khách nha quý anh chị. Tường bên đây thì em cũng có trang trí những cái bức bông cực kỳ là nổi bật luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ nha. Thì ở đây thì bên đơn vị em có để một cái dây điện chờ về quý anh chị mình có thể lắp đặt thêm một cái bóng đèn chùm, hoặc là vẫn một cái quạt trần ở khu vực ngay phòng khách vẫn được nha quý anh chị. Ở đây thì vách tường á, bên em đã ốp PNC giả gỗ và giả đá cho cái gia đình mình. Ở đây thì có hệ thống kệ tủ để mình để tivi lên nha. Và mình di chuyển xuống nữa sẽ là một cái không gian bếp cho gia đình mình luôn nha. Thì cái căn này á, bên em thiết kế là không gian mở nên nó nhìn xuyên suốt, nhìn cái nhà mình rất là rộng. Ở đây thì sẽ có cho mình một cái bộ bàn ăn 6 ghế cực kỳ là sang trọng ở khu vực đây, có gương phản chiếu ở đây nên ngôi nhà nhìn vô ngôi nhà mình cực kỳ là rộng nha quý anh chị. Không gian bếp á, thì bên đơn vị em đã lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá ba cương, bột inox 304 đầy đủ để phục vụ đến quý anh chị mình. Ngay chân cầu thang thì bên em tặng cho quý anh chị mình một cây phát tài núi ở khu vực đây nha quý anh chị, hệ thống trần thạch cao full đầy đủ hết rồi. Với pháp lý nhà sổ hồng riêng nha quý anh chị, được ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà. Quý anh chị mình có trong tay đâu đó tầm khoảng 900 đến 1 tỷ thôi, làm bên em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình nhận nhà, dọn đồ và ở ngay luôn. Cái căn này bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 2 tỷ 130 triệu thôi. Pháp lý sổ hồng riêng nha quý anh chị, vẫn còn thương mạnh mẽ trực tiếp chính chủ luôn nha. Hãy nhanh tay gọi ngay cho em để mình có thể về trải nghiệm thực tế với ba cái mẫu nhà mái thái ngày hôm nay nha quý anh chị. Đây là phòng ở dưới đất cho gia đình mình nha, có không gian cửa sổ đầy đủ luôn. Và không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị em sẽ thiết kế đặt ở phía bên ngoài cho tiện gia đình mình sinh hoạt chung hàng ngày nha quý anh chị. Và xem đến đây rồi, quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi vay nhiều mẫu nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Cái căn nhà ngày hôm nay thiết kế rất là hiện đại và dễ thương, và được bán với mức giá cực kỳ là rẻ, rẻ là rẻ tuyệt vời luôn nha quý anh chị, chỉ đúng 2 tỷ 130 triệu thôi. Sẽ không có căn nào rẻ bằng cái dãy nhà 3 căn ngày hôm nay. Quý anh chị mình có đi xem nhà nhiều thì cũng biết, với diện tích mà ngang 5m3 mà dài tận á 20m á, mà bán mức giá chưa tới 2 tỷ 2 nữa tìm đâu ra. Nhắc máy lên gọi ngay cho em sẽ dẫn cô chú anh chị mình xuống trải nghiệm thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay luôn, đúng 2 tỷ 130 triệu nha quý anh chị, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ nha, tặng full nội thất luôn. Và giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha.
Và đây là tầng trên, bên em sẽ thiết kế cho quý anh chị mình hai phòng và một cái không gian phòng chờ để quý anh chị mình về có thể làm không gian phòng khách hoặc là phòng thờ ở khu vực đây tùy theo nhu cầu của gia đình mình. Và hai không gian phòng ngủ và một không gian nhà vệ sinh. Mình di chuyển xuống đây sẽ là một cái phòng ngủ ở cuối dãy nhà cho gia đình mình. Ở đây á, cái phòng này khá là rộng nha quý anh chị đó. Ở đây thì mở cửa sổ ra, dàn cư ở phía sau nhà mình đó rất là đông đúc luôn đó. Không có về đây không có sợ ảo mà không có sợ dám sợ bù đâu quý anh chị. Trạo búa rồi sát bên này, mình đi trong vòng bán kính khoảng một cây số đâu lại thôi là mình có thể bắt gặp đầy đủ luôn. Không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị đặt ở phía bên ngoài tiện cho gia đình mình sinh hoạt chung hàng ngày nha. Và mình di chuyển qua đây nữa sẽ cho mình là một cái phòng lớn ở trên lầu. Phòng này khá là rộng nha quý anh chị, rộng rãi thông thoáng vô trùng. Tại vì ngôi nhà của mình có diện tích ngang 5m3 và dài tận 20m mà quý anh chị, nên vô căn nhà của mình luôn luôn nào cũng thấy nó rộng rãi và thông thoáng luôn, có sân trước thoải mái nữa. Hệ thống trần thạch cao đẹp luôn, đầy đủ rồi. Sẽ cho mình là một ban công phía trước nhà. Ra đây thì sẽ có ban công, ra đây thì mình có thể ngắm được toàn cảnh xung quanh nha. Đối diện nhà mình là một cái căn nhà vườn cực kỳ là to luôn, nên ngôi nhà của mình sẽ không có căn nào mọc lên nữa đâu, nên lúc nào căn nhà của mình cũng mát hết nha quý anh chị. Nhà mình là đường thông hai hướng nha. Dân cư ở thì cũng rất là đông đúc rồi. Và giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển xuống không gian phòng khách, em sẽ nói là giá và vị trí chính xác cho cô chú anh chị. Và nãy giờ quý anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái không gian trong căn nhà và quay sơ cái đường đi vào nhà rồi. Thì với diện tích ngôi nhà ngày hôm nay là ngang 5m3, chạy sâu vào sẽ là tận 20m, được xây dựng là một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ và một cái không gian phòng thờ, có hai không gian nhà vệ sinh, có sân trước thoáng mát nhà quý anh chị. Và hướng nhà của mình sẽ là hướng đông. Quý anh chị nào thích hợp với hướng đông hoặc là đang tìm nhà hướng đông với nhà là pháp lý sổ hồng riêng thì hãy gọi ngay cho em. Căn này thì được bên đơn vị gia chủ kêu bán với mức giá tổng luôn thì đúng 2 tỷ 130 triệu thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nhà quý anh chị. Căn này thì bên đơn vị em vừa mới xây xong luôn á, nhà mới 100% và được tặng full nội thất cơ bản để phục vụ đến quý anh chị mình. Xem đến đây rồi quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em nha. Và căn nhà của mình được tọa lạc là sát trục đường Đinh Đức Thiện nói dài, ngay khu vực Cầu Tràm, đối diện là chợ Trung Thành. Mình di chuyển vô căn nhà của mình thì mình đi đâu đó khoảng một cây số nha quý anh chị, đi cũng rất là gần, rất là thuận tiện luôn. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.